Game này đến cảm giác nó cũng chưa đã lắm nhỉ. Đến năm ao phòng năm vô lại thứ ra năm vẫn ok mà. Đỗ Dương thoát ra đu không cần đâu, từ từ đến năm vào mời thêm thử là có nghe được trong phòng này không mà được. Rồi năm thằng này đập máy mua ai mới không, chắc nó bị lỗi do game thôi chứ đâu phải do máy đâu, do bị lỗi do game ấy. Đăng Quang đập mua máy mới anh ơi kaka. Không nghe này. Không nghe biết được rồi, không nghe biết rồi. Không nghe biết rồi. Chứ phải làm ao ra phát, ao game phát. Ao game phát, ao game phát, ao game phát. À ao game phát, ao game phát. Hello anh hy vọng nha. Sao bên em hy chậm vọng. Bên mây á? Sao bên em chậm hơn bên mây nhiều nhỉ? Em không biết luôn á. Đừng phiền nó làm sao ấy, chứ em vẫn đâu có để đậu đổ trễ delay đâu. Đây. Mẹ ơi, nghe em nói không mẹ ơi? Alo. Ừ, nghe được rồi, ok rồi. Ok, ok rồi. Ủa, sao nãy không nghe thấy luôn? Nãy chắc bị lỗi á, âm dương cách biệt quá. Ủa, nhưng mà sao lỗi kiểu gì mà game có 5 người mà lỗi đúng 2 cái mic vậy? Ừ, không biết, mày lỗi 5 lỗi áo thật. Thôi không sao. Có nghe thấy mà. Có nghe thấy mà. Hello Tuấn đang nhỉ? Chơi cho mình ở đâu ý. Còn không bật chiêu luôn. Lại cứ nói mọi người cứ hỏi cái. Nguyễn Minh Khôi 8 plus vẫn còn chơi được hả? Ừ, nhưng mà sao game này làm sao mà lỗi chứ được. 8 plus vẫn chơi được mà. Không biết nữa. Nguyễn Minh Khôi 8 plus vẫn còn chơi được hả anh? Được, em đang chơi bằng 8 plus này. Ừ, hay thật. Không sao, game mới. Game này đánh cáp hay lên đi. Nãy đánh na với Aya, game này đánh cáp hay lên đi. Hợp đấy. Mày ăn cáp à? Nam đi mà đánh hai lên. Không Nam, Nam đi rừng, Nam cầm cáp. Mày muốn sao? Linh Nguyễn cầm cáp đi rừng luôn. Làm ăn kỳ ghê. Được không vậy? Được. Ôi dạ. Trời ơi, oai oai tí tí cầm cáp đi rừng nữa trời. Ờ Nam chơi nãy giờ mấy trận cáp đi rừng rồi mà. Đánh cáp đi rừng không anh em? Được, tin được. Nhưng mà cầm hay lên đi smart nha. Nhớ cầm hay lên đi smart là được. Nam chơi nãy giờ 2 trận cáp đi rừng vẫn ok mà. Thua là tại vì đen thôi. Thôi đừng chơi Elsu nữa. Elsu nó cầm Helene được kìa. Không sao. Chơi điện tử sợ quá. Nam đánh cái gì đây? Từ nãy sẽ thử. Bây giờ này bị cấm Helene rồi. Thôi bỏ đi chơi nào được. Phạm Văn Nam. Hello anh. Là Văn Nam nhỉ? Thế người ta cấm. Ừ, tự nhiên không hiểu sao cấm Helene. Cay thế nhỉ? Ừ, dễ hiểu sao lại cấm Helene nhỉ? Cay thế nhỉ? Đã lại rồi. Cái gì đấy? Ai đó? Tông Nam. Ừ. Thế trận cũng đâu có đâu. Gà rán không muốn cho Nam với mây Vios rồi cây cây. Cái mày đừng đánh cái gì được. Khả năng Nam chơi tới tới sáng đấy. Tại sao tới sáng? Được, thiếu giờ like, Nam like tới không hôm 2 clip ạ. Thì sáng Nam làm. Nguyễn Linh Khôn chỉ chơi với người ấy mới nhẹ nhàng và cười rất nhiều à? Vãi cái chị chơi với người ấy mới nhẹ nhàng và cười rất nhiều. Ơ. Còn người máy à? Alo. Cố rồi hay người máy? Anh vẫn cười mà. Hỏi không thể trả lời luôn. Động lực mà. Là cái gì đây? Lại luôn đi chưa à? Alo. Nghe đây. Nghe mình nói không? Nghe mình nói không? Hỏi rồi không trả lời. Ý là nghe mình nói không? Nghe Nam nói không? Không nghe thấy. Không biết nói gì luôn. Linh Nguyễn, Khôi nói đúng còn nói to nữa, mặt cười chảy nước. Đâu Khôi, thằng Khôi nó xám đấy. Hello Huy Nè nha.
đúng rồi, canh Văn Minh với bạn mình thử nhau. Phạm Văn Thông, đêm hôm rồi shop mình. Tối tối giờ cậu chơi Win nhiều không? Mẹ ơi. Tối giờ cầm hạt tớ Win nhiều không? Win nhiều không? Mít ông AD kìa, ông Queen Anh. Bà là tối giờ cầm mặt tớ Win nhiều không? Khi nào đi ngủ thế anh? Ủa sao mà lỡ? Thôi sao mà lỡ? Win mà, toàn Win mà. Tôi hỏi mọi người xem. Tôi đánh sấy vãi, tôi đánh nắc á. Xong rồi mọi người còn bảo Nam Vũ Trắng này muốn nắc hay thế. Thế à? Hay x100 mọi hôm. Ừ. Thật luôn. X100 mọi hôm luôn cơ. Hỏi mọi người xem. Đúng không mọi người? Có không mọi người? Đầu tiên mọi người phải chồng. Anh like một thế. Đầu tiên mọi người bảo là bạn bạn vẽ đét bạn bảo là bạn vẽ đét bạn bảo là đến na toàn hạng 5 gì kia kìa. Năm tin nào? Tin kia thằng vẽ đét nó bảo kìa vẽ đét. Ok 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 mình tin bạn. Huy trọng chơi với gái là khoái ngay. Đến luôn kia đến luôn kia. Ok sao lại Ngọc Nam để chậm chín lại được mà. Nam đâu có trên đi đâu vào luôn. Ui, ui cứu. Được được được. Nam xin cục báo, Nam xin cục báo này nha. Không, không mà. Nói để biết trước thôi. Xin để đây đây gọi là cho có. Đúng rồi. Tí mình cũng vào. Tiếng vào blue á. Cũng phải vào xin con blue cho có. Được. Em chào anh Quý Diễm nhờ. Ôi trời ơi, cứu tôi, anh em. Đây, 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 đây. Quý Diễm, hôm nay tớ đã cố gắng hết sức. Tớ đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà không thể. Có năng trọng ấy. Chứ mà bụi y sao ok. Ui, con đừng nó yếu kìa. Mây auto cầm cái ngọc này chạy nhanh ấy, chạy 10% tốc chạy á. Huy trọng, chơi luôn. Với chị mây nữa chắc chơi luôn tới sáng cũng được. Chưa buồn nha, đẩy cái gì mà đẩy. Choáng nó có bầy, hay rồi, tao lên thôi. Luka này. Không có trừng phạt nha, không có trừng phạt nha, không có trừng phạt nha. Thôi, Vanet không thèm đánh này. Cố chấp, cố chấp chết rồi. Không có trừng phạt. Trời ơi. Không sao. Lợi thế Vanet làm đi. Vanet vào sớm thì được rồi, lâu quá. Không rồi. Đức đi mưa set boy. Đồ me gái. Sao Nam ơi, để game này game này mấy ghế nè. Game này Nam cũng chẳng sẽ lo lắng cho Nam lót nhá. Nam okay lót nha. Không cần lo đâu. Ok game này để Nam cũng chẳng lo cho. Nam cũng chẳng đánh Willy lo cho. Chơi với gái là anh Nam khói ngay à? Chắc cũng hay chơi với gái. Thì anh em bảo thế. Nam. Gì nữa? Thì anh em bảo Nam thế cơ. Anh em làm chứng cho Nam, Nam có hay chơi game với gái không vậy? Anh em canh Nam đâu làm chứng cho Nam cái. Mà không mấy anh canh Nam nó bán độ lắm. Chơi đi cái đuổi. Nguyễn Đăng Tuấn bắt 500 công lực. Ai vào đây. Ui tóc biến kìa. Mày thế thôi. Lily lỏ. Không, em không lỏ đâu, em tật đây. LTB Market. Giờ không cáu nữa. Là được. Làm cáu bao giờ rồi, chơi game cáu bao giờ, không hề cáu nha. Chơi người ta rất là vui vẻ, cáu bao giờ. Thật chứ. Chơi nick em đâu? Nick chị mà. Ok, bố bạn kìa. Ở dưới với công ty rồi. Nó chán khiêng kìa, làm gì đây. Đức đi mưa xét bóng. Khá đông tiêu rồi.
Thủ nam để mít cái nha, thủ bên kia nam để mít nha. Bên kia 4 thằng rồi đấy. Nam lấy được mít ạ. Đừng cho nó về, cho nó về có đấy, đừng cho nó về. Dìu nó qua đây nó thủ rồi, qua thủ. LTB Market. Nam có chị mây hiền như rồi. Cái gì Nam có chị mây hiền như rồi? Đâu? Mọi hôm anh vẫn hiền mà. Mọi người toàn bịa thôi. Chứ chắc là bình thường chơi game toàn bỏ game. Đúng rồi. Kéo lên mọi người mà không lẽ là chửi mọi người đúng không? Đúng. Văn Thuận, Nam xấu quá, không ai yêu nên chơi với gái thể hiện. Đi qua kìa rồi xong rồi cậu đi rồi, Nam mũ trắng, chạy được kìa. Không, Nam mũ trắng chạy nhanh lắm. Nam này phiên bản, tập pe. Được kìa, hay kìa. Ui dồi ui, ông thần eo su ăn. LCD Market, em coi nãy giờ. Bốn mạng mình hỗ trợ cả bốn luôn, không ăn được bạn nào, cay thật sự. Giật nhạc em không nghe thấy đồng đội nói gì, nghe tạm tiếng game anh em. Thành Tâm, em đây rồi anh Nam à. Đó Thành Tâm nha. Toàn hình cậu em. Kêu gớm sợ. Tình đào. Khi anh. Sao tình đào nha. Zuka nha. Hay rồi. Mọi người ơi, cho mình ăn một mạng cho mình oai vào với. Mọi người làm sao mọi người cắt hết mạng vậy? Để em cho mày một mạng cho mày oai cái. 50 một mạng à. Cho mày cái gì đó Nguyên. Nguyễn Minh, Thi Anh. Hello Nguyễn Minh nha. Anh em ơi chơi đi, bạn nào vào vào tiền đề đi, tay cổ cây. Sao nó đu em đi. Đây kéo, rồi. Kéo. Đây rồi, có mạng đâu. Ui Nam ơi. Để nó luôn kéo, được kéo. Đức đi mưa set boy. Hello Hà Lan. Lỡ mấy. Ui, tớ sắp nì rồi, được thằng voi, mày. Đòi giết. Dỗi thế nhỉ, đồng đội đã không thấy ai luôn, chết hết rồi. Joker như mấy công ty rồi gì á. Thế hay quá, hay chết được không em? Cảm ơn em. Vương Tiến Lợi, hello anh. Hello Tiến Lợi nhỉ. Hôm nay đâu. Hôm nay tập xử lý. Trong ông ta. Ôi, hết máu rồi về. Nay Nam mũ trắng đánh tập quá. Ui à. Nam mũ trắng xin lỗi mọi người nha. Đây hơi tập nha. Lỗi Nam hết. Nam trắng cầm ly hơi tập. Lỗi Nam hết. Cái gì Lăng ơi. Nam vẫn là Nam mà. Hay nhỉ. Thấy con Izu nó an toàn thành rồi mà không làm gì. Mà các bạn bên này bảo Nam này không quen. Thành Tâm, anh Nam dễ thương như hòn vậy. Bạn phải quen đi. Solo kill. Bảo vấn. Em cảm ơn anh Nguyễn Văn Kỳ sao cho em nhỉ. Không, hôm nay mày đã đánh mất chính mình rồi mọi người ơi. Thật sự luôn. Phạm Tê Văn. Không nhưng mà Nam đánh rồi, Nopper rồi. Mày top 1. Hello tình đào nha, ok em ơi. Hello Tê Văn. Con gái người vào thích mất. Run tay tao đánh được á. Bình thường mày cũng cười mà. Nó bình thường như kiểu mày. Mai Di Pháp. Hello Nam Cờ Na.
đánh nhau mọi người.